Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin thi thi. Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những thông tin bổ ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình, chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bắt được một cặp cá sủ vàng quý hiếm ở Việt Nam, có người trả giá 70 triệu nhưng người chủ vẫn chưa chịu bán. Cá sủ vàng là cá gì mà đắt như vậy? Cá sủ vàng hay còn gọi là cá sủ vây vàng, cá đường hay là cá thủ vây vàng hay là cá sủ giấy, và nó có tên khoa học là Autotic Toilet Đây là loại cá lớn nhất trong họ cá đù, thuộc bộ cá vượt kích thước có thể đạt tới 160cm, nặng trên 120kg. Chúng phân bố ở vùng Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Việt Nam, Trung Quốc. Loài sủ vàng sống ở biển nhưng thường vào các cửa sông để sinh sản. Đây là loài cá được ví là đắt nhiều vàng ở Trung Quốc và Việt Nam. Cá sủ vàng là loài cá đặc biệt quý hiếm có giá trị kinh tế rất cao trên thị trường thế giới. Thịt cá thì thơm ngon, đặc biệt là bong bóng của con cá này được sử dụng để làm chỉ khâu tự tiêu trong y khoa. Bắt được cặp cá sủ vàng ở Cà Mau. Ngày 14 tháng 9 vừa qua thì ngư dân Nguyễn Văn Linh ở ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau đã bắt được hai con cá sủ vàng. Khi đó thì tàu ra khơi hơn một tuần đánh bắt hải sản cách đất liền khoảng 8 hải lý. Các thuyền viên kéo lưới lên thì phát hiện ra hai con cá sủ vàng còn sống. Đặc biệt là hai con cá này dài hơn 1 mét, có con lớn nặng 38 kg, con nhỏ thì 32 kg. Hiện tại cặp cá đang được ướp muối đá cẩn thận chờ tìm mối bán. Vào sáng 15 tháng 9 đã có gần chục người ra giá là 900 và 1 triệu đồng cho mỗi ký, tức là tổng giá tiền khoảng tầm 70 triệu đồng, nhưng vẫn bị từ chối bán. Được biết là cá sủ vàng không hiếm lắm với người dân vùng này. Cá thường được nhà hàng quá ăn chế biến thành các món như chiên xả ớt, canh chua, kho. Tuy nhiên cá thủ vàng thông thường chỉ nặng từ 7 đến 8 kg, dưới 30 kg. Do đó thì cặp cá sổ vàng mỗi con nặng trên 30 kg vừa rồi được coi là rất quý hiếm. Cá quý cho nên anh em tôi muốn bán được giá cao hơn. Nếu người mua nào mua với giá 1,2 triệu trên 1 kg thì mới bán. Anh Luân là người đang ướp cặp cá nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thực sự hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi có thông tin mới. Bây giờ chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây và xem thêm một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.